Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, hôm nay là ngày 20 tây tháng 6 năm 2015. Ngày hôm nay Phố Bô Sa TV sẽ có một buổi trò chuyện qua bàn cà phê rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách từ Hà Nội tới, ông Nguyễn Văn Thúy, cũng không xa lạ gì với khán giả Phố Bô Sa TV qua lần nói chuyện của ông trước đây khi ông có dịp qua Little Sài Gòn. Và bên cạnh là cũng là hai nhân vật cũng quá quen thuộc rồi, anh Nguyễn Hồng Phúc và nhà báo Vũ Trung. Câu chuyện ngày hôm nay, một người từ trong nước, từ Hà Nội, gặp gỡ những người ở bên xa. Câu chuyện nó sẽ có một cái đề tài mở, chia sẻ với nhau. Xin mời quý vị theo dõi. Xin chào các vị, chào ông Thúy ạ. Vâng, xin kính chào anh Lân, kính chào ông Bất Trung và anh Phúc. Xin chào khán thính giả của Phố Bô Sa TV. Xin chào tất cả quý vị. Mời anh Phúc. Chào Lăng, chào khán giả Phố Bô Sa. Chào anh Trung thì cũng quen biết rồi, nhưng mà hôm nay được rất là hạnh được gặp anh Thúy, người từ Hà Nội. Cảm ơn anh. Cũng như đã nói, tức là cái ngày hôm nay là đề tài hoàn toàn mở, do vậy cũng sẽ tùy theo cái câu chuyện mà Phố Bô Sa TV sẽ đặt câu hỏi, nhưng có lẽ để cho quý vị được tự ra cái đề tài mà mình muốn chia sẻ, có lẽ tiên chủ hậu khách hay là tiên khách hậu chủ thưa anh? Tiên chủ thôi. Gọi là kính lão đắc thọ, bởi vì anh Thúy lớn tuổi hơn tôi và cũng là người khách. Xin mời anh. Thôi thì ông Thúy cho một vài cái điều gì mà ông muốn chia sẻ, kể cả những cái vấn đề trong nước hoặc là những cái nhận xét của ông về những câu chuyện đã thấy trên Phố Bô Sa TV, mà được biết ông cũng là một người khán giả từ Hà Nội khá là theo dõi thường xuyên đối với Phố Bô Sa TV, thưa ông. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn bác Trung. Tôi thì có điều kiện thường xuyên là đi qua Hoa Kỳ, công việc của gia đình. Và tôi cũng thường xuyên là theo dõi cái chương trình trên Phố Bô Sa TV. Nếu anh hỏi là phát biểu thì nó có nhiều, ở trong người nó có nhiều cái cảm giác. Nhưng theo tôi nghĩ là tự chung lại những cái cảm giác, cảm xúc của mình ấy, thì phải thấy là ngồi tại Phố Bô Sa TV Quận Cam này và nói chuyện, là một người trong nước mà nói chuyện về Quận Cam, thì đôi khi chúng tôi cũng rất là nhiều cái cảm nghĩ. Nhưng tự chung lại ấy, thì nó là ở cái chỗ là quan hệ con người với con người, không có một cái gì là ngoài cái con người cả. Còn thì vật chất nó không quyết định được cái con người, tình cảm con người với nhau. Ông từ sáng tới giờ cũng đã có dịp ăn các món ăn ở Phố Bô Sa, uống cà phê, đi dạo ở trong Bô Sa, và bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện ngay trên đường Bô Sa như thế này. Ông cho một cái cảm xúc của ông, cái cảm nghĩ của ông về cái con phố Bô Sa này như thế nào, thưa ông? Thưa anh, nhìn là Phố Bô Sa này là phải nói là rất đẹp, và cảnh quan thì là cái ước mơ của nhiều người mà muốn tới, bởi vì người ta muốn tò mò tìm hiểu xem tại sao cái phố Bô Sa lại nổi tiếng, trên Quận Cam lại nổi tiếng như thế, trên Little Sài Gòn. Thế thì tôi nghĩ rằng là đời sống nhân dân ở đây là ổn định, bà con rất là ổn định, rất tốt, có cuộc sống rất tốt, và cái môi trường, nhà cửa thì cũng rất là khang trang, đẹp, sạch đẹp. Nếu các bạn cứ nhìn thấy hàng loạt những ô tô đi đây thì các bạn thấy là ý ước mơ của nhiều thành phố trên thế giới. Nhưng mà tôi rất tiếc là nếu như chi bằng mà cái phố Bô Sa TV này nó có mặt ở, nó là đang ở miền Nam của Việt Nam, hoặc là nó ở một cái hòn đảo Phú Quốc chẳng hạn, thì quý biết mấy, cũng giống như là ở Đài Loan đấy, thì có lẽ là cái tự hào đó nó có nhân lên gấp bội. Đó là về mặt ngoài, thưa anh Thúy. Còn về mặt con người thì anh có những cái điều gì cần nói thêm về con người Quận Cam? Thưa anh, cái con người, xin lỗi, con người của phố Bô Sa ấy, thì tôi thì thấy rằng nó phân ra có nhiều cực,
trong bà con ta có nhiều cực. Cái cực lớn nhất ấy là bà con hướng về Tổ quốc và có tinh thần xây dựng đất nước và cũng thông cảm với hiện tình của đất nước hiện nay. Nhưng bên cạnh đó thì còn một số nữa, thì cái đó cũng nếu đặt định vị là tôi, có lẽ tôi cũng chưa chắc đó đã thoát khỏi những cái suy nghĩ và những cái của một số bà con nó không đúng. Nó không đúng với tình hình đất nước. Mà trước đứng trước một cái hiện tình của đất nước hiện nay còn nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết. Cụ thể như tình hình về Biển Đông, tình hình bên ngoài, đất nước cũng rất là nhiều khó khăn, nhưng bà con cũng có một số nhỏ cũng có những điều chưa thông cảm. Cái chuyện chưa thông cảm đó nó thể hiện ở chỗ là đặt địa vị là sống cả một cuộc đời ở một chế độ, nhất là chế độ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Thì để mà thay đổi được nó đôi khi cũng rất khó. Bên cạnh đó lại còn thêm cái chuyện giữa gia đình. Có nhiều những cái chuyện chẳng hạn thế là không thể mà vượt qua được cái ngưỡng đó để mà đi đến cái sự đại đa số nhân dân. Ông vừa mới nói tới là có một số bà con ở đây theo ông nhìn thấy là không có nhìn một cách thông cảm hay là đúng về Việt Nam. Như vậy thì với cái tư thế là một người hiểu trong nước, thì ông có thể cụ thể là ông nói rằng cái nhóm người bà con đó không hiểu là không hiểu một cách cụ thể những điều gì, thưa ông? Thưa các anh, là trong nước ấy, thì đương nhiên những cái lời mà trách cứ của bà con, một số bà con ở ngoài này cũng có những cái cơ sở chứ không phải là không. Thí dụ như là đất nước còn nhiều những cái khó khăn, nhưng ngược lại một số những cán bộ hay là một số những cái chính sách nó còn chưa phù hợp để mà làm cái cớ để cho bà con có kêu ca phản nạn. Ông nói rõ về cái gì mà ông cho rằng là những một số người ở đây đánh giá mà không đúng, không chính xác, hoặc là thậm chí không công bằng về cái hiện tình ở Việt Nam hiện nay như theo ông biết. Thưa anh, nói về sai Việt Nam ấy thì anh không đánh giá, một số các vị ở đây là không đánh giá hết cái tình hình mà chủ trương đường lối của Việt Nam. Thí dụ chủ trương về ngoại giao. Đấy. Tại sao Việt Nam bây giờ nói 3-0? Đấy, xin các anh cứ suy nghĩ cái chữ 3-0 ấy, nó sẽ ra cái chủ trương đường lối của Việt Nam. Mà tôi cho là mà nhân dân trong nước ấy, người ta thừa hiểu biết được tại sao phải là 3-0. Hay là thí dụ như là về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện tại, thì cái cách hành xử của Việt Nam tại sao này, bên này thì bảo là hèn mới giặc, ác mới dân, thế nhưng mà thực tế mà nói trong nước thì có cái gì đâu mà ác, có cái gì đâu mà hèn. Một số những cán bộ còn chưa thực hiện được những cái lời hứa đối với dân về vấn đề chống tham nhũng. Cho nên cái chuyện này ở trong nước cũng nói rất nhiều, cái tham nhũng ở đây nó vẫn còn nặng nề. Đấy là bà con kêu ca. Nhưng mà ta đừng lấy cái đó để làm đánh giá toàn cục của cái nước, của chính sách của Việt Nam. Tạm thời là những cái điều như vậy. Bây giờ muốn hỏi ý kiến nhà báo Vũ Trung cũng như là anh Nguyễn Hồng Phúc có cái nhận xét gì hay có cái phản hồi gì về những cái điều mà ông Thúy vừa mới chia sẻ, thưa anh? Tôi may mắn được gặp anh Thúy bằng xương bằng thịt. Tiếng nói của anh cho tôi một cái sự đồng cảm nhất định. Khẩu âm của người phương Bắc, một người Hà Nội. Anh có những cái ghi nhận rất riêng của anh. Anh có những cái thẳng nhất định của anh. Nhưng dĩ nhiên là tôi không dám nói là anh phải có những cái dè dặt của một người ở trong nước. Nhưng mà nhìn về những cái tác phong tự tin của anh khi đi ra nước ngoài của một người ở trong nước đó, nhất là cái thế hệ như của anh đó, lớn hơn cả tôi vài tuổi, thì anh rõ ràng là có một cái tầm nhìn tốt, là đã nhân cái sự thay đổi của đất nước, nhân cái điều kiện của gia đình phát triển về kinh tế đó, anh đang mong mắn gửi con ra nước ngoài. Mà đối với tôi nhìn đó, thì trên thế giới có cả bao nhiêu trăm nước, thế mà anh đã gửi con ngay vào cái nước Mỹ. Mà theo anh, theo lời anh trình bày trước khi có cuộc phỏng vấn này, anh đã nhìn thấy vấn đề, bởi vì bản thân anh đã đi được nhiều nước, là một người đã không hề quen biết với anh Lân, đã tự tìm ra
để biết anh Lân. Và cuối cùng thì một ngày đẹp trời, anh Lân có quà tặng từ Hà Nội do bàn tay của anh Thúy. Đó là cái nhìn của những giây phút khởi đầu. Chứng tỏ nhà báo Vũ Trung trí nhớ rất tốt về những cái món quà của ông Nguyễn Văn Thí tặng cho phố Bosa TV trong cái lần gặp nhau trước. Chưa hết anh Lân ạ, có một điểm con á, nó gọi là behind the scene. Quý vị để ý đồng hồ, chắc có lẽ khán giả chưa rõ bằng chúng tôi đâu. Bên tay trái của anh đeo một cái hiệu Rado, khiến cho tôi nhớ đến cái đồng hồ Rado này mà là chạy tự động, tức là không cần phải lên giới thiệu, không cần phải thay pin. Rado này nó có từ cái thập niên 1972, 73, 74. Một người rất là biết thưởng thức đời sống, rất biết thưởng thức. Mời anh Phúc. Cảm ơn anh. Đó là sự cũng hân hạnh được gặp anh Thúy, cũng có, nhưng mà anh Thúy là người trong nước ra thì anh Thiếu nói những cái gì thì có thể là chính xác. Đối với tôi thì tôi tôn trọng ý kiến của anh. Đối với chính anh Thúy xác. Lạ lắm, anh Thúy lạ lắm. Mà tóm gọn lại này, anh Thúy chính là người mà người ta hay nói cái câu là, tôi mượn chữ của người khác, là chúng ta đi mang theo quê hương. Quý vị có biết anh Thúy không phải là mang cái khẩu âm của người Việt Nam, không phải là nói sành sỏi tiếng Việt Nam, không phải là có những tư tưởng của người trong nước, mà anh Thúy đi qua Mỹ này mang theo quê hương bằng cái gói thuốc lá có tên gọi là Thăng Long, màu vàng vàng. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại cái hiệu thuốc lá Thăng Long này. Anh Thúy, anh hút thuốc lá Thăng Long rồi, tại sao nhiều loại thuốc mà anh lại chọn Thăng Long? Thuốc lá Thăng Long. Mời anh hút điếu. Tôi có cái này rồi, cảm ơn anh. Thì cái này chuyện bên lông ngoài lề, cái thuốc này là tôi hợp với cái gu mà đây là cũng lại là cũng may mắn là nó lại là Thăng Long của thủ đô ngày xưa của Hà Nội, ngày năm Văn Hiến. Thì cảm ơn các anh vừa quá khen. Thì tôi nghĩ rằng là đã nói thì cũng ta cũng phải nói cho nó hết lời, cho nó đủ ý. Lúc nãy là tôi nói cũng chưa đủ ý. Nãy giờ thì kính thưa quý vị chỉ là những màn xã giao ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những câu chuyện mang tính gai góc hơn, sẽ đi về phía gai góc hơn, thưa quý vị. Xin mời ông. Vâng, thưa anh là lúc nãy thì tôi nói về vấn đề con người nó quyết định tất cả. Có con người là như là một nằm trong một xã hội, thì xã hội nó là tổng hòa của các mối quan hệ. Người ngay phải ở với người gian, người tốt phải ở với người xấu. Và bởi vậy cho nên là ở đây thì ta phải hiểu rằng là nói về xã hội, về chế độ cũng vậy thôi. Cũng có những điểm tốt và cũng có những điểm chưa đạt được theo nguyện vọng, theo ý muốn. Nhưng cái mục tiêu của đất nước Việt Nam mình đi bây giờ là đúng hướng và giữ được cái độc lập tự chủ. Và Việt Nam bây giờ là một nước rất là có vị trí ở trên trường quốc tế. Không bỗng dưng mà ba vị cường quốc, ba vị là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là muốn chào đón, muốn gặp, muốn trao đổi, muốn liên quan hệ như thời gian vừa rồi. Ví dụ như là Trung Quốc, Nga và bây giờ là đang chuẩn bị cái phương án là quan hệ với Mỹ. Là... Ông Thúy nói như thế có nghĩa là nói là cái vị trí, cái câu ông nói một cách cụ thể là Việt Nam bây giờ đang phát triển đúng hướng. Thì nhà báo Vũ Trung cũng như là anh Nguyễn Hồng Phúc có ý kiến đồng thuận hay là không đồng thuận, hay là nửa đồng thuận, nửa không đồng thuận như thế nào đối với lại cái ý kiến này? Cái sự đúng hướng của Việt Nam trước khi gọi là đúng hướng thì nó đã có những cái giai đoạn đi lệch hướng. Cái lệch hướng theo tôi là lệch hướng không cần thiết. Nếu giả như không có những cái lệch hướng trong quá khứ thì có lẽ đất nước Việt Nam nó sẽ trọn vẹn hơn. Nhà báo Vũ Trung nói cụ thể vào những cái lệch hướng nó như thế nào để mọi người cùng tham khảo. Tôi xin trình bày cái điều đơn giản nhất là nhé. Ngày xưa hậu duệ tiền bối của những người lãnh đạo cộng sản nhé, rõ ràng là như Hồ Chí Minh luôn luôn kêu gọi là liêm chính trí công vô tư, phải không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà chỉ nổi cái điều căn bản về đạo đức cách mạng đó ngày hôm nay á, phải nói là không phải là tất cả, nhưng mà có một số những viên chức cao cấp mà lại không đi theo được cái đường hướng đó, để đến độ mới có những tiếng ong tiếng ve. Tiếng trách móc này nó không phải từ những người gọi là chống đối hải ngoại này nữa, mà nó xuất phát từ trên báo chí ở trong nước. Mà anh Thúy, chúng tôi, nhiều người trong nước cũng đã đọc qua, nào là có những vị tham quan
tham quan đến độ mà nhà một căn chưa đủ, lấy 3-4 căn đến khi mà bị phát giác ra mới giao trả nhà lại. Thì những cái đó là những cái điểm mà anh Thúy chắc có lẽ chưa phát biểu. Vâng. Nhưng mà tôi nói này thì nghĩ là nó có vẻ nó không nó... tôi sẽ phát biểu. Dạ xin mời. Vâng. Đang nói tới cái đề tài tham nhũng, anh Nguyễn Hồng Phúc có ý kiến gì thêm về đề tài tham nhũng trước khi chúng ta nghe người trong nước nói về đề tài này? Thật sự đối với tôi nói rất nhiều lần, đối với tôi quan niệm đơn giản, bất cứ chế độ nào, bất cứ cái chính quyền nào, bất cứ cái xã hội nào trên đất, trên thế giới này có chút có quyền đều sướng cả. Nó không sướng đây không phải là sướng vấn đề tham nhũng vậy, nó vẫn sướng hơn những người dân bình thường. Thì rõ ràng bây giờ nói riêng Việt Nam, nói riêng Việt Nam mình thì quan chức là sướng thôi. Anh đâu có thấy quan con xã trưởng, con chủ tịch quận, chủ huyện đi bưng thúng bán bưng người dân đâu? Không. Thì đối với tôi có chức có quyền đều sung sướng, có chức có quyền nó kéo theo tiền bạc và quyền lực. Đối với tôi là như vậy, đơn giản. Chế độ nào cũng vậy hết. Tôi không trách móc điều đó. Nhưng mà với tức là theo anh nghĩ là cái vấn đề chức quyền sẽ kéo theo quyền lợi, và cái chuyện đó cũng như đi xa hơn nữa là cái chuyện tham nhũng là chuyện đương nhiên phải có và phải chấp nhận cái chuyện đó. Tôi không chấp nhận tham nhũng, nhưng mà tôi nói là tham nhũng là một vấn nạn của không phải riêng Việt Nam mà tất cả những nước trên thế giới, ít hoặc nhiều. Nhưng mà đối với tôi thì có chức có quyền nó vẫn sướng hơn là cái người không có chức có quyền. Con cái của họ vẫn sướng hơn. Không, tôi chưa thấy những người nào mà con của chủ tịch xã thôi, chưa thấy đi mua bán ngoài đường xá, đi bán vé số cả. Tôi chưa thấy, mà chỉ có người dân thôi. Thì đó là câu trả lời của tôi. Thì anh muốn nghĩ, khán giả muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh Phúc chưa thấy, có nghĩa là anh chưa thấy. Trong quá khứ đó thì tôi xin trình bày thêm một chút thêm nữa. Nói về cái vụ quan chức có quyền thì con sẽ sướng gì, con vua thì lại làm vua phải không? Trong quá khứ đó, chẳng hạn như có những người như cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng sống nghèo khổ phải không? Mặc dù là ông thủ tướng lâu năm nhất, nhưng mà rõ ràng anh Thúy cũng hiểu là có một người con chết trong cuộc chiến phải không ấy? Và còn một số vị khác nữa. Thế như vậy là trong quá khứ đó đã có những hình ảnh rất là lý tưởng để cho cái niềm tin nó củng cố và nó trọn vẹn hơn. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì cái lý thuyết mà anh Phúc đưa ra nó hoàn toàn là nó có vẻ như lên 99% rồi. Tại sao lại như vậy? Cái não trạng nó thay đổi rồi. Trước khi mà ý cho anh Trung này, ý em nói đây sướng là cái chỗ nào sướng, tôi giải thích gì sướng. Bây giờ anh con của ông tỉnh trưởng đi, thế bây giờ một cái cơ hội đi du học như ngày xưa, đi du học, đi là hợp tác lao động Liên Xô hoặc là Đức đi, thì cũng ưu tiên người con nó trước hơn là người dân. Vâng. Đối với tôi cái sướng là như vậy. Sướng nó nhiều nghĩa. Vâng. Có thể là ví dụ như là một cái cơ hội vào làm chỗ nào đó. Thì con của người quan chức, con người có chức sắc trong tỉnh, trong bộ này bộ nọ thì vẫn ưu tiên hơn là người dân. Đối với tôi vâng. Có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu tới là có những cái mức độ nào là chấp nhận được và ở mức độ nào là không thể chấp nhận được. Vâng. Cái đó nó còn có ở cái quy mô của cái sự quyền lợi riêng của cái người có chức quyền. Nhưng mà sẵn khi đang nói tới cái đề tài này thì có lẽ sẽ câu này dành cho anh nhà báo Vũ Trung, dành cho nhà báo Vũ Trung. Thì hôm qua tôi có nói chuyện với lại một nhà báo thì ông ấy có nói là về cái chuyện là ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng chia sẻ với cái nhà báo đó là ông là một cái người chưa bao giờ tham nhũng, chưa bao giờ được cái quyền lợi gì cả, từ khi mà ông còn chức quyền trước năm 75 là thủ tướng cho tới khi mà sau 75 đi qua Mỹ cũng không có bất cứ một cái chức quyền gì cả. Thì đó có thể là một hình tượng không tham nhũng khi mà có quyền. Thì không biết là anh ở cái thời kỳ anh có hiểu được cái chuyện đó, có thấy được chuyện đó như thế nào? Thưa anh, cái tham yếu tố tham nhũng chỉ là một trong yếu tố để tác thành một cái nhân vật lãnh đạo lý tưởng. Cái người dân bình thường người ta không cho nó là một cái duy nhất, điều kiện duy nhất để làm một lãnh tụ lý tưởng. Và riêng về phần ông Nguyễn Cao Kỳ, bên cạnh cái gọi là ông không tham nhũng đó, ông có nhiều cái sinh hoạt cá nhân, đời sống cá nhân, thì nó khiến cho cái người bình thường, người dân đen bình thường, họ cảm thấy mất đi một cái niềm tin. Có thể là những người dân họ kỳ vọng quá đáng vào một người lãnh tụ chính trị, nhưng mà đối với người Á Châu mình, trong đó có người Việt Nam nữa, thì lại xem cái nền tảng lý tưởng của một người lãnh đạo nó nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Nào là phải một vợ, nào là không có bổ bịch, nào là không đêm hôm quá chén. Bây giờ trở lại vấn đề tham nhũng, hoàn toàn là không cãi với anh Phúc là anh người có điều kiện, bố làm to thì con cũng làm cũng điều kiện nhiều hơn phải không?
Nhưng mà cái điều kiện đó nó phải có cái giá trị nhất định của nó. Ví dụ như anh Phúc, tôi không biết như thế nào, anh Thúy, cày sâu cuốc bẫm làm ăn cực khổ thì mới có điều kiện để cho các con đi học, đúng không? Thì cái đó là do bàn tay xương máu của gia đình anh Phúc, bản thân anh gọi là anh Thúy là phấn đấu. Anh Phúc thì chưa có con đi du học phải không? Không bao giờ có. Anh Phúc có con du học tại chỗ. Không, nếu có con tôi cho du học Trung Quốc. Chúng ta... vấn đề nó nằm ở chỗ đó anh ạ. Vấn đề là nó nằm ở chỗ là cái gì của mình thì mình được quyền tận hưởng mà không ai có quyền phê phán cả. Bây giờ quay trở lại thôi, cho xin mình sẽ quay lại cái đề tài đó. Mình sẽ quay lại những cái chuyện bên lề, nhưng mà bây giờ mình muốn tập trung vào cái chuyện đang nói cái đề tài là tham nhũng. Thì bây giờ quay lại ông Quý là cái người có lẽ là cái người hiểu hơn ai hết trong cái chuyện. Nếu mà chúng ta nói là cái chuyện tham nhũng ở Việt Nam thì ai cũng hiểu là có qua báo chí Việt Nam, thế chứ chẳng đâu cả. Nhưng mà chúng ta hãy lắng nghe cái người ngay ở thủ đô Hà Nội nói về cái vấn nạn tham nhũng theo cái góc nhìn của ông. Thưa anh, nó cũng rất là tế nhị, nhưng ngược lại là cũng phải phanh phui nói thẳng lên. Ngay bản thân tôi đang sợ rằng nếu tôi rơi vào cái chỗ các vị quan chức ấy chứ chắc tôi đã vượt qua được cái viên kẹo đường ấy đâu. Thế cho nên là cái vấn đề tham nhũng nó đi đôi với cái tâm lý của con người đấy, mà cái cơ chế lỏng lẻo thì nó dẫn là một cái mầm mống để dẫn đến cái chuyện tham nhũng này. Đương nhiên là cái này nó không phải ở đại đa số. Nếu mà đại đa số thì các anh về nhà đấy, anh nhìn thấy đường phố nhà cửa kiến thiết như vậy thì còn đâu ra mà xây dựng kiến thiết nữa, mà họ chỉ lợi dụng những cái quyền chức để mà họ mưu cầu cho cá nhân, vun vén cho cá nhân. Cái điểm thứ hai nữa là cái tham nhũng đấy nó là chỉ những con số cụ thể nhìn thấy số tiền là bao nhiêu, nhưng cái tác hại của nó đối với xã hội thì nó không thể đong đếm được. Thí dụ làm xói mòn lòng tin của nhân dân đấy. Rồi thì nó một vài người nhưng làm xói mòn cái lòng tin của dân đối với chính quyền. Rồi thì vấn đề là làm hư hỏng cái nề nếp của xã hội. Cái đấy mới là cái nặng nề mà cần phải giải quyết. Thế nhưng mà tôi cũng xin thông báo với các anh rằng là giờ này á thì cái tình trạng tham nhũng nó cũng đã bị chững lại rồi đấy. Và người nào làm những cái việc sai trái cũng đã thấy là làm thế nào, đã trước đây đã thoát nhũng chàm rồi, làm nào mà rút dù được an toàn, hạ cánh an toàn. Thế còn những người mới thì tôi, những cái vụ tiêu cực mới thì tôi nghĩ rằng đang nhà nước hiện nay cũng đẩy lùi được nhiều, cho nên tôi tin tưởng rằng cái chuyện dần dần từ cái chỗ là tiêu cực là vấn đề vấn nạn của mọi chính quyền, chứ không phải như anh Phúc nói đấy. Tất cả các chính quyền mà nó có chức có quyền thì thường dính vào cái đó. Nhưng ở Việt Nam anh là muốn cái là chứng lại đó, những biện pháp để làm chứng lại cái tình trạng tham nhũng đó. Vâng. Theo anh ở trong nước thì đó là cái cách để bảo vệ một cái của chế độ của đất nước, vâng, hay là để mà phát triển đất nước tốt đẹp hơn. Vâng. Thưa anh, đó là một cái mà là phải nói là chủ trương của nhà nước. Bây giờ ấy thì đã mọi người, những người làm thế nào bây giờ các vị lại đều ngán cả rồi, không dám làm những cái chuyện lớn như xưa nữa đâu. Trước đây nào là cái Villa Nai nào cái nọ cái kia, cái vụ nọ vụ kia, nhưng bây giờ thì nó cũng bị phanh phui ra rồi. Liệu có xảy ra cái tình trạng gọi là diệt hổ giết ruồi giống như Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc không anh? Thưa anh, ở Việt Nam ấy thì cái người Việt Nam mình quen rằng giáo dục, lấy giáo dục làm trọng. Thực ra nó cũng là bà con anh em, từ người con em nông dân mà ra cả. Thứ bây giờ là ba thế hệ rồi, thì cái ba thế hệ về trước đấy thì 95% dân ta đều là nông nghiệp thôi mà. Cái con em ra thì nó có một cái tư tưởng của người Việt Nam là cái tư tưởng phong kiến, là tư tưởng thu vén cá nhân. Thế và lỏng lẻo về quản lý thì là nó dẫn đến cái tình trạng đó. Anh Phúc có điều gì muốn chia sẻ? Tôi xin đính chính lại anh Thúy nãy nói câu là tôi nói chính tất cả chính quyền đều tham nhũng, em không nói câu đó.
Em chỉ nói là có chức có quyền nó vẫn sướng hơn cái người dân. Sướng nó nhiều nghĩa như tôi giải thích nãy. Có thể cái job có việc làm đó đang cần 8 người đi, thì con em có những người có chức có quyền, người ta biết tin trước trước, người ta apply trước, người ta có thể có việc làm trước hơn người dân. Chứ còn em không khẳng định là em không nói chính quyền có chức có quyền nào tham nhũng, em không nói. Nhưng cho em gợi ý chung là tôi nghĩ cái nạn tham nhũng thì ở đâu cũng có, ngay cả Mỹ này cũng vẫn có, nhưng mà nó ít hay nhiều thôi. Tôi thấy Việt Nam bây giờ có những cái tham nhũng mà những người mà tham nhũng đó cảm thấy đối tôi là vô đạo đức. Vô đạo đức là như vậy. Bây giờ xây một cái cầu hoặc là xây một cái đường, vài bữa là ổ gà, ổ đồ mà banh hết, như là không có chất lượng đó. Rồi làm một cái tượng đài chiến sĩ bà mẹ, bao nhiêu, 100 mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, chưa xong, chưa gần khánh thành cái là đã rớt gạch, rớt xuống, rớt này xuống. Đó là tham nhũng. Mà có đó còn đỡ, mà còn những cái cầu đường, những cái hệ thống giao thông quan trọng vẫn tham nhũng khủng khiếp để mà hại tới người dân. Tôi đó là vô đạo đức đối với tôi. Cái đó nó rất là quan trọng. Coi mạng sống người dân không ra gì hết. Thì nên chính quyền Việt Nam hiện bây giờ nếu mà tập trung tham nhũng vấn đề giao thông, vấn đề những cái công trình đó trước, người dân nó đỡ hơn rất nhiều. Ông Thủy có muốn phản hồi gì không? Tôi thì nếu mà anh Phúc nói thế thì xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ rằng là ngay nước Mỹ đấy, cái Việt Nam là tham nhũng nhưng mà không biết cách thôi đấy. Thế còn ở cái đất Mỹ này thì các cái trust ấy, bây giờ muốn ông thượng viện nào đấy là ủng hộ để mục phục vụ cho cái quyền lợi của nhóm đấy, thí dụ như là dầu mỏ đang ăn hay là các cái ngành kinh doanh khác, thì cũng phải nhờ các ông thượng viện làm thế nào để cho nó hợp pháp cái chính sách để cho thuận lợi cho mình. Đó là tham nhũng là cái gì? Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc tham nhũng nó thể hiện ra được ở rất nhiều khía cạnh, ở rất nhiều nước. Em lại khẳng định nữa, hồi nãy gì em nói với anh Thúy với khán giả là em không có nói, em nói ở đâu cũng có tham nhũng, cả chính ngay cả Mỹ. Vâng. Báo chí Mỹ vẫn phanh phui những tham nhũng, ngay cả như là Westminster hay là Garden Grove hay là bất cứ thành phố nào như ông John Trang, cái thành phố Alhambra vẫn bị tù 10 năm vì cái tội tham nhũng. Ở đâu cũng có tham nhũng cả. Nhưng mà ý em nói ở Việt Nam, ở Mỹ này hay là những nước mà phương Tây đó, ít khi nào ta xây một công trình mà vài bữa vừa xây xong làm cái đường xong lỗ gà ổ vịt, nó rất là nguy hiểm cho người dân. Ý em mà nói vậy, chứ em không nói là Việt Nam, chỉ có Việt Nam mà tham nhũng. Không, ngay cả nước Mỹ này vẫn tham nhũng ít hoặc nhiều. Nói tới cái vấn nạn thì mình phải nghĩ tới cái vấn đề, cái giải pháp cho cái vấn nạn. Dĩ nhiên là bên Việt Nam, những người có trách nhiệm họ cũng đang đau đầu về cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta cứ làm bàn với cái tình trạng Việt Nam như vậy, thì theo ông nghĩ cái cách để mà loại trừ hoặc là ít nhất giảm bớt, nó cần làm những cái điều gì là căn bản?